DXG thời điểm hiện tại về xu hướng trong ngắn hạn thì đối với DXG nó đang trong một xu hướng tăng anh chị nha, ngắn hạn thì đang trong một xu hướng tăng và nó đang trong một vị thế lình xình tích lũy. Và để với cái trường hợp mà cổ phiếu DXG nó chạy mạnh nhé, thì anh phải đánh giá là nó phải cần những cái nhịp tích lũy thêm đối với cổ phiếu DXG, và hiện tại nó đang dần đi vào những cái vùng mây rồi. Để mà bật tăng và để mà chạy mạnh thì đối với cổ phiếu DXG thì nó cần những cái vị thế tích lũy khoảng tầm 5 phiên cho tới 6 phiên nữa anh chị nhá. Trong một vị thế là nó phải đâu đó nó sẽ qua Tết, qua Tết âm thì DXG nó có cơ hội chạy. Và cái thứ hai nữa là nếu mà anh chị muốn bắt sớm và tham gia bắt đáy sớm thì đây cũng là một trong những cái điểm mua anh chị có thể là gom dần. Đó, vùng hỗ trợ của cổ phiếu DXG quanh 12.6 và xa hơn là vùng hỗ trợ ở 11.8. Đó, thì hiện tại thì nó đang ở quanh vùng hỗ trợ trên đầu này. Thì anh chị nào mà muốn mua đối với cổ phiếu DXG thì có thể là mua thăm dò trước thôi, mua với tỷ trọng nhỏ trước thôi. Chị nhá. Còn để với vị thế mà cổ phiếu DXG nó bật tăng và DXG chạy mạnh thì nó phải cần tích lũy khoảng 5 phiên cho tới 6 phiên nữa thì nó mới có những cơ hội thoát khỏi những vùng cản trong vị thế ngắn hạn. Dạ. Đó, còn đối với vị thế đồ trong đồ thị trong trung và dài hạn này, đó thì cổ phiếu DXG nó cũng có những cái vùng giảm rất mạnh rồi, những cái vùng chiết khấu tương đối sâu từ những cái vùng đỉnh là quanh vùng 46 47 này mà về những cái vùng mà giá 8, quanh vùng giá 8 và tích lũy hồi phục. Và hiện tại thì đối với theo đồ thị của Ichimoku thì cổ phiếu DXG trong vị thế là Kijun đi ngang này, Tenkan cắt ngang hướng xuống rồi, nó xác hiện một vị thế là giảm yếu rồi. Và cái thứ hai là trong một nhịp tích lũy nữa thì cái cơ hội của cổ phiếu DXG nó sẽ có những nhịp hồi phục trước mắt là lên quanh vùng 18.8 nhá, 18.8 trong vị thế trung hạn. Đó, nó mà vượt mạnh được 18.8 thì cơ hội nó sẽ hướng đến những cái vùng cân bằng quanh vùng 27, quanh vùng 28 cơ. Đó là vị thế trong trung hạn, trong dài hạn chị nhá. Thì em phải đánh giá là vùng này nó cũng đang có những cái cơ hội tích lũy rồi, đang có những cái cơ hội tốt để hồi phục rồi. Thì khả năng đối với anh chị mà muốn bắt sớm thì có thể là gom tỷ trọng nhỏ theo kịch bản ngắn hạn và chờ những cái vị thế mà nó break out trong ngắn hạn, nó sẽ có những cái nhịp vận tăng chị nhá. Thì kỳ vọng của chúng ta và trong xuyên suốt những buổi livestream trước thì anh em cũng đều chia sẻ về vị thế kịch bản thị trường chung đúng không ạ? Kỳ vọng một năm 2023 nó sẽ có những cái cơ hội hướng đến 1.200 hay thậm chí là có thể là 1.500 nha. Thực Ok. ra đối với cổ phiếu DXG này, nếu là thử anh chị tham gia thì nhất đánh giá thì nó phải thoát qua được tầm khoảng 2, 4, 6, 8 phiên nữa, 8 phiên nữa trở đi thì khi đó HSG nó mới, đối với DXG nó mới thoát được cái vùng cản này. Như anh chị thấy tầm khoảng 2, 3 tuần trở lại đây thì cái lực lực bán ở quanh cái tầm khoảng 15 là cũng tương đối là mạnh, đúng không? DXG. Vâng, lực bán ở quanh cái 15 là tương đối mạnh, cho nên để mà DXG nó bật lên được ngay trong vòng 8 đến 10 phiên nữa là cũng tương đối khó. Tăng được ngay thì nhất đánh giá là sau nhịp tích lũy này, đó, quanh cái vùng cản là vùng 15 mà hỗ trợ là quanh cái tầm khoảng 11.5, 12, lình xình tích lũy hướng lên 18, 19 ở trong trung hạn là đang có cơ hội. Khi mà em Phi cũng vừa chia sẻ về cái góc nhìn ở trong khung dài hạn rồi. Đó, dài hạn thì nó đang ở trên một cái nhịp giảm yếu và rất đâu đó là cách quá xa những cái vùng cân bằng, thì trong trung và dài hạn nó có cơ hội một nhịp hồi phục chủ đạo về những cái vùng cân bằng ở bên trên này. Đó, 20 như là 2 25 26. Đó, động lực hồi phục chủ đạo đối với cổ phiếu DXG ở trong trung dài hạn là đang tương đối sáng. Bên cạnh đó thì trong ngắn hạn kết thúc xu hướng giảm, tích lũy đáy, nhịp này đang tích lũy đáy chưa chưa vào một cái xu hướng tăng, nhưng ít nhiều nó là tích lũy tích cực cái đã. Đó. Cho nên là anh chị để mà an toàn đánh mà nó có cơ hội tăng được ngay thì tầm khoảng 8 phiên nữa, bởi vì trong cái nhịp tới mà nó bật tăng lên tầm khoảng 14.5, 15 là những cái vùng áp lực tiếp cung này. Như anh chị thấy là vùng 15 khối lượng giao dịch ở quanh vùng đấy là rất lớn. Đó, cho nên để đi lên được nó cần phải hấp thụ cái nguồn cung ở quanh cái vùng vùng này đó, một nhịp. Nó cho nên là anh chị chấp nhận mua giá cao hơn cũng được, nhưng nó có cơ hội bật tăng được ngay, hoặc là anh chị mua giá thấp cũng như là cái điểm mà nó bắt đầu chạy ấy, thì lựa chọn chờ thêm 8 phiên nữa, chờ 8 phiên nữa thì cơ hội nó sẽ sáng hơn. Đó, khi đó chúng ta có thể mua chỉnh cũng được mà mua tăng cũng được. Thì nhịp này thì chỉ có mua chỉnh được thôi, mà mua chỉnh đối với cổ phiếu DXG thì giá thuận lợi nhất của DXG trong ngắn hạn nó phải quanh tầm khoảng 11.5 đến vùng 12 đó,
thì cái khả năng mà bật bật hồi luôn trong ngắn hạn là có. Thì nhịp này cứ đi ngang tích lũy thì Nhất cũng chưa biết là sau nhịp tích lũy tầm khoảng 3 đến 4 tuần gần đây nó bật tăng lên xong nó chỉnh, hay là nó chỉnh xong nó tăng. Đó. Cho nên là để an toàn mà những cái điểm mà khi mà mình mua xong mà nó có thể bật tăng được ngay thì lên kiên nhẫn chờ đợi thêm ít nhất tầm khoảng 8 phiên nữa. Nha chị nha. Ít nhiều cho nó vượt qua được vùng cản cũng như là cung cầu nó gặp nhau ở trong nhịp này đã, và rõ hơn về những cái vị thế cơ hội trong ngắn hạn. Chúng ta nhặt thì nó sẽ hạn chế rủi ro hơn và có thể là thiết lập được những vùng quản trị rủi ro trong ngắn hạn nó vừa phải, và nếu kịch bản rủi ro nó không thiệt hại nhiều mà kịch bản tích cực đi lên thì chúng ta sẽ có cái target nó dài hơn, nó hấp dẫn hơn thì nha. Đó là góc nhìn của Nhất về cổ phiếu DXG. Ok, rồi cảm ơn cái sự chia sẻ của Nhất về cổ phiếu DXG. Nói chung là nếu mà thời điểm hiện tại thì điểm bắn tắt lại thì DXG nó sẽ có những nhịp chỉnh nhá, đâu đó về 11.8 đến 12 thì có thể gom, hoặc là anh chị có thể là chờ những cái vị thế mà nó tích lũy thêm qua Tết âm các chị nhá. Thì chúng ta sẽ coi những cái diễn biến và chuyển biến của DXG nó sẽ như thế nào. Rồi, tiếp đến với mã cổ phiếu của anh chị Tú Hồ Lữ này. Vùng gom DXG là bao nhiêu ạ? DXG vùng hiện tại nó đang trong một vị thế là gần gãy hỗ trợ rồi đúng không ạ? Hiện tại là anh chị sẽ check thêm kịch bản trong ngắn hạn này. Đúng rồi, thì hiện tại thì theo H1 này, H1 vùng này nó đang trong một vị thế là có nguy cơ điều chỉnh và test lại quanh về vùng đáy khoảng 14.5. Anh chị nhá, đối với cổ phiếu DXG này. Đó, hiện tại vùng hỗ trợ của nó là vùng 15.2, 15.3 và nó đang giao dịch ở mức giá là 15. Đó, đối với cổ phiếu DXG, và hiện tại với cái câu hỏi của anh chị là vùng gom của DXG là bao nhiêu, thì thời điểm hiện tại thì anh Vi đánh giá nếu mà cổ phiếu DXG nó cho thấy một vị thế mà điều chỉnh, nó test lại quanh về vùng đáy thì anh chị có thể là liều nhặt ít chơi T cộng được anh chị nhá. Đối với vị thế mà anh chị đúng này, khi sau một nhịp nó test về vùng đáy nó sẽ có một lực đỡ, thì anh chị có thể là nếu mà đúng thuận lợi thì chúng ta sẽ có những cái lợi nhuận ổn định và lợi nhuận ok trong cái vị thế trung hạn, trong dài hạn. Và nếu mà chúng ta sai, xác nhận sai mà nếu nó cho thấy một vị thế mà điều chỉnh về đáy nhá, mà trường hợp rủi ro mà nó mất đáy luôn, thì anh chị phải cắt lỗ quyết liệt đối với cổ phiếu DG anh chị nhá. Thì thời điểm hiện tại thì ngắn hạn nó đang trong một cái nhịp mà mất hỗ trợ rồi. Để mà vị thế mua thì anh phải đánh giá là anh chị hãy chờ những nhịp mà DG nó điều chỉnh thêm về quanh vùng 14 đến vùng 14.3 này, thì anh chị có thể bắt đầu nhặt nhạnh dần đối với cổ phiếu DG anh chị nhá. Đó. Và DG hay là SEL hay là L14 thì trong những cái nhịp năm 2022 thì những cái mã cổ phiếu này nó đều trong một nhịp giảm rất mạnh rồi. Đó. Thì đâu đó DG cũng từ vùng giá 100 này mà về những cái vùng giá 9 là một nhịp điều chỉnh chiết khấu rất sâu rồi. Đó. Và hiện tại trong chung dài hạn nó cũng xuất hiện những cái vùng giảm yếu rồi. Đó. Kijun đi ngang này, Tenkan cắt ngang và hướng xuống này, xác nhận một nhịp giảm yếu rồi. Và hai cái đường này nó tách quá xa nhau rồi. Đó. Và sau một nhịp giảm yếu như thế này mà nó lại còn cho thấy một vị thế tích lũy, thì cái cơ hội mà hồi phục trong trung hạn, trong dài hạn thì em phải đánh giá là nó cũng tương đối sáng nhá, tương đối sáng đối với vị thế trong năm 2023. Thì góc nhìn của Nhất thì cũng đồng tình về trong chung dài hạn, nhưng mà trong ngắn hạn đối với DXG nó đang có cái vị thế hơi khó này. Cho nên là đối với vị thế vào mới của anh chị đối với DXG trong nhịp này nó đang bắt đầu là hơi khó khăn một chút đối với DXG. Bởi vì đâu đó cách đây tầm khoảng 3-4 phiên mà nó hồi lên được, đâu đó tầm khoảng 16-17 thì nó còn cơ hội. Nhưng nhịp này đối với DG nó đang vào một cái vị thế tương đối khó. Nó khả năng nó đi ngang còn lâu, còn dài đấy. Đó. Anh chị mua trong nhịp này phải chấp nhận đâu đó là nắm giữ hơi lâu. Đó, nhịp này chỉ phù hợp đánh ở trong ngắn hạn thôi. Ví dụ như là trong giai đoạn tới này, như Phi có thể nhìn thấy đối với DG là thời điểm hiện tại nó đang gặp một cái vùng cản tầm khoảng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Như vậy thì nó phải đâu đó phải mất tầm khoảng 3-4 tháng nữa. Có nhịp này thì đánh ở trong cái biên độ ngắn và hẹp thôi. Như MP vừa chia sẻ là cái vùng hỗ trợ đối với DXG nhịp hiện tại nó quanh cái vùng là hỗ trợ là tầm khoảng 14 này. Vùng 14, 14.5 này, vùng kháng cự là quanh cái vùng giá là 20 này chị nha. Cho nên là từ giờ cho đến tầm khoảng 2-3 tháng nữa thì DXG chỉ phù hợp đánh trong cái biên độ này thôi. Đó. Có bật tăng thì rất khó tăng được ngay.
có bật tăng thì cao thì đối với DIG thì lên được tầm khoảng 18 19 thôi. Như vậy thì tương đương với tầm khoảng 20% đánh cái biên độ đó thôi. Đây cũng là một cái cổ phiếu mang cái tính thị trường cũng tương đối là cao. Nó khi thị trường ổn định trở lại hoặc là có nhịp breakout thì nó sẽ đánh hồi được một nhịp. Nó DIG thì sau cái giai đoạn này thì vào một cái vị thế trong ngắn hạn tương đối là khó. Tuy nhiên có cái yếu tố tích cực ở trong khung dài hạn như Phi vừa chia sẻ là trong khung dài hạn nó đang một nhịp giảm yếu, 3 tháng gần đây nó tích lũy chứng lại quanh vùng đáy và thậm chí là về xu hướng ở trong ngắn hạn nó đang cho thấy là kết thúc một xu hướng giảm, đi vào một cái xu hướng tích lũy, đúng không ạ? Lực cầu vào vùng đáy là tương đối tốt với những phiên băng tăng giá trần với biên độ tăng giá tốt với khối lượng tham gia tốt là có lực cầu đỡ ở quanh cái vùng đáy rồi. Đó, cho nên là cái kịch bản lình xình tích lũy mà tạo đáy quanh cái vùng này một khoảng thời gian xong tiếp tục một nhịp hồi phục chủ đạo ở trong chung dài hạn đi lên là Nhất cũng đánh giá cao đó. Nhưng trong một vài tháng tới thì Nhất đánh giá là những cái vùng cản 18, 19 thời điểm hiện tại chưa thể vượt được trong vòng ít nhất là một tháng tới đó. Cho nên là nếu mua bán trong ngắn hạn thì quanh 18, 19 anh chị cũng chốt ở trong ngắn hạn đấy nhá. Đó. Và một cái yếu tố nữa để quản trị rủi ro là mất cái quanh cái vùng giá là 13.9 ở trong ngắn hạn để tránh nguy cơ nó test lại vùng đáy cũ anh chị nhá, tránh nguy cơ test lại vùng đáy cũ. Bởi vì về cơ bản thời điểm hiện tại thì cơ hội mà bật tăng mạnh thì bắt đầu thấp đi rồi. Thì cái rủi ro trong ngắn hạn này không có vùng hỗ trợ nào nó đang có khi mà nó mất cái quanh cái vùng 14 anh chị nhá. Cho nên nếu anh chị mua bán kịch bản thị trường luôn luôn đúng. Đó, cho nên là chúng ta vẫn phải xử lý cái diễn biến nếu giả sử như nó phá cái biên tích lũy là đi lên cái lượng hàng ở quanh cái vùng phục đỉnh trong ngắn hạn cũng như trong cái nhịp tích lũy thời điểm hiện tại sẽ bán ồ ạt ra thì cái nguy cơ mà chỉnh tầm khoảng 10-20% có thể test lại quanh vùng đáy nó có thể diễn ra. Đó, đây là kịch bản rủi ro nhất của đối với DIG trong ngắn hạn. Nên cho nên anh chị cũng lưu ý nhé, đánh DIG trong giai đoạn này cơ hội và rủi ro ở trong ngắn hạn, cơ hội chỉ có ở trong ngắn hạn thôi. Còn đâu rủi ro mà đi một mạch lên luôn trong trung hạn, nhịp này tăng mạnh như giai đoạn từ vùng đáy đi lên là bắt đầu khó khăn rồi đấy. Đây nha, đó là góc nhìn của Nhất về cổ phiếu DIG. Ok, rồi cảm ơn cái sự chia sẻ của Nhất về cổ phiếu DIG các bạn. Nói chung là